Xin chào, xin chào các anh chị à, Video bài học này thì Phan Anh sẽ trình bày với các anh chị và các bạn Cái gọi là hệ sinh thái xây dựng thương hiệu cá nhân Thế thì hệ sinh thái là một cái khái niệm làm, tức là rất là nhiều thứ Ví dụ như Vingroup người ta nói là xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp Đấy, ví dụ bạn à, mua sắm thì tại Vincom Bạn ở thì Vinhome, bạn học thì Vinschool, bạn khám bệnh thì Vinmec Kiểu kiểu như thế thì tất cả những cái vòng tròn xoay quanh một cái con người một cái khách hàng thì đấy gọi là hệ sinh thái mình có thể hiểu nôm na như vậy tiếng anh gọi là ecosystem thế thì hệ sinh thái xây dựng uh, thương hiệu dành cho cá nhân thì gồm những cái gì thì trước hết phải nói rằng là trên thị trường hiện nay có rất nhiều rất nhiều các công cụ khác nhau các nền tảng khác nhau và chúng ta có thể sử dụng một hay rất nhiều các cái công cụ như này Thế thì với kinh nghiệm của tôi thì tôi thứ nhất là tôi sẽ liệt kê cho các anh chị một số những cái công cụ à, nói chung sau đó thì tôi sẽ đánh giá một số những cái công cụ nói riêng để các anh chị có thể tham khảo à, thế thì các cái nền tảng trên internet bao gồm là mạng xã hội như là Facebook như là YouTube, Instagram, Zalo, uh, WhatsApp, uh, Viber, uh, website, uh, blog, uh, rồi thì các diễn đàn đúng không ạ À, rồi thì rất nhiều những cái à, nền tảng khác nữa như g cộng như gmail vân à, v, v. À, chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta liệt kê những cái dịch vụ nổi tiếng sơ sơ cũng đã mười mấy dịch vụ rồi còn chưa kể đến những cái dịch vụ không nổi tiếng khác à, ví dụ như là linkedin hay twitter hay là scrub đúng không ạ à, hoặc là hay là những cái nền tảng chia sẻ về mặt file media này kia nữa rất nhiều Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không hạn chế về mặt số lượng à, Các cái tài nguyên cũng như là các công cụ để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân một cách tốt nhất Nhưng khi bạn sử dụng nhiều công cụ đồng nghĩa với việc là bạn à, sẽ tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức à, Thế thì lúc này bạn sẽ phải đặt ra câu hỏi là vậy thì những công cụ nào là tốt nhất cho tôi à, Thế thì à, Phan Anh sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn là Theo kinh nghiệm của Phan Anh thì tại thị trường Việt Nam tại thị trường việt nam nhé, thị trường thế giới có thể sẽ khác một chút Thí dụ như ở, ở mỹ thì người ta sử dụng twitter rất là nhiều nhưng ở việt nam thì người ta không sử dụng mấy à, thứ nhất là các anh chị có thể sử dụng facebook trong facebook thì các anh chị thấy rằng là nó có facebook uh, nó có facebook profile facebook group facebook fanpage facebook messenger facebook live stream và facebook ad tức là chúng ta có thể sử dụng cả 6 cái nền tảng này để xây dựng thương hiệu cá nhân À, điển hình là profile, group và fanpage, à, đấy là chúng ta có thể sử dụng rất là tốt và chúng ta à, phát triển bằng cách là tăng cái lượng bạn bè, tăng cái lượng theo dõi, tăng cái lượng like lên, đúng không? hoặc là đối với group thì tăng lượng thành viên. À, thứ hai nữa là các bạn có thể sử dụng kênh youtube, youtube là một kênh về video, các bạn có thể trở thành là vlogger hoặc là v beauty Locker hoặc là à, review hoặc là các bạn cũng có thể đăng bất kỳ một cái nội dung gì mà các bạn có thể giúp mà truyền tải được cái thông điệp, giúp truyền tải được những cái thương hiệu và cũng như là những cái lợi ích mà dành cho các khách hàng, những cái khách hàng mục tiêu của chúng ta. Tiếp theo thì là bạn có thể sử dụng kênh website. Website thì bạn có thể sử dụng các website trả phí, website miễn phí hoặc là website của những cái đơn vị mà mình có thể là cốt tay tức là mình thuê người ta viết cho mình theo yêu cầu đấy thì tùy các bạn sử dụng như nào đấy, và một cái kênh nữa các bạn có có thể sử dụng đấy là kênh instagram tại việt nam cũng là một kênh rất là tốt instagram thì nếu mà các bạn bán mỹ phẩm bán nước hoa đồ dùng những cái đồ sang xịn mịn du lịch thì tôi nghĩ instagram là cái mạng xã hội về hình ảnh à, rất là tốt tại việt nam dành cho giới trẻ à, một cái kênh nữa không thể không kể đến nếu mà các bạn làm thương hiệu cá nhân đó là kênh zalo thì kênh zalo là một cái kênh mà hiện nay có khoảng độ gần 100 triệu user đang sử dụng tại việt nam à, cũng có zalo cá nhân và zalo oa hay còn gọi là zalo pet à, cũng có zalo app các bạn cũng có thể chạy thì đây cũng là một kênh rất là tốt để mình có thể làm thế thì cách làm ở đây thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi có facebook cá nhân tôi có facebook fanpage à, tôi có kênh youtube tôi có website và tôi có Zalo. Tôi nghĩ rằng là các bạn tập trung vào 5 kênh này và có thể có thêm kênh Instagram, kênh WhatsApp tùy chúng, tùy chúng ta thêm. Nhưng mà với 5 kênh như này thì tôi nghĩ rằng là cũng tương đối là vất vả và quá tải rồi. Đấy. thế thì chúng ta sẽ làm là à, chúng ta là người ở giữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ à, viết bài trên Facebook cá nhân, viết bài trên fanpage, à, viết bài trên web, đăng bài trên YouTube, đăng bài trên Zalo, 5 nền tảng đấy và chúng ta là hạt nhân ở giữa mà chúng ta truyền tải thông điệp thông qua các định dạng media như là text, bài viết dạng là chữ viết, ảnh, infographic, video, các đường link, các câu chuyện mình chia sẻ ở trên các nền tảng đấy. Ví dụ như YouTube thì mình bắt buộc phải làm video bởi vì text trên YouTube không chấp nhận được, đúng không? Website thì mình lại phải viết text rất là nhiều và ảnh. Để còn Facebook thì mình ảnh nhiều, video nhiều hoặc là text nhiều. Đấy, nó tùy vào nền tảng khác nhau. Hay hoặc là instagram thì bắt buộc là ảnh nhiều chứ không thể là text đấy Thế ra thì các bạn có thể sử dụng thêm uh, như là email marketing uh, tôi nghĩ cũng là một cái kênh rất là tốt để chúng ta có thể đẩy uh, dữ liệu cũng như đẩy các bài viết đến uh, những cái địa chỉ email để tăng cái lượt traffic cho website cũng như là cho kênh youtube cũng như là uh, cho kênh facebook và tác động đan chéo giữa các kênh với nhau giữa các nền tảng với nhau nó sẽ làm cái tác động bổ sung uh, bởi vì hiện nay người ta sẽ có xu hướng là À, sử dụng nhiều nền tảng à, trong cùng một cái thiết bị di động hoặc là trên máy tính của người ta. Thế thì việc mà chúng ta, à, việc chúng ta duy trì phát triển một cái kênh à, hoặc là rất nhiều các kênh như thế này nó sẽ đòi thời gian, tiền bạc và công sức. Vì vậy, việc chúng ta tốn rất là nhiều à, công sức và tiền bạc đấy, nên các bạn phải lưu ý. Thế thì đầu tiên là chúng ta tạo lập một cái profile cá nhân, một cái fanpage, một cái group của chúng ta. À, tất cả những cái điều này đều miễn phí. À, và chúng ta phải bỏ công bỏ sức để chúng ta làm, chúng ta đi kết bạn, chúng ta đi à, viết bài, chúng ta đi à, tăng like cho fanpage vân vân, à, chúng ta cũng tạo ra một kênh YouTube, sau đó chúng ta bắt đầu sản xuất các video, chúng ta đưa lên, đưa lên, đưa lên, à, chúng ta học cách viết bài seo YouTube cho nó tốt, à, chúng ta tạo ra một website à, có thể là có sẵn hoặc miễn phí hoặc có phí hoặc là viết code theo yêu cầu của chúng ta, một vài triệu đồng, một vài chục triệu đồng tùy, sau đó thì chúng ta có thể làm một cái trang web mà chúng ta viết bài viết bài viết bài để làm sao tăng được lượt truy cập lên. Đó. Thế thì các bạn có thể kiểm định cái lời mà tôi nói bằng cách là các bạn truy cập vào website là pa marketing vn pa là viết tắt của chữ Phan Anh đấy. Thứ hai nữa là các bạn có thể là vào cái kênh youtube pa marketing hoặc là facebook cá nhân là Phan Anh online hoặc là fanpage là pa marketing thì các bạn có thể kiểm định một số những thông tin tôi nói. À, nó sẽ được thể hiện bằng cái số lượt view, số lượt like, số lượt xem, rồi à, số lượt chia sẻ, vân vân. À, email của tôi cũng là Phan Anh Online, các bạn có thể liên hệ để trao đổi. Hay là kênh Zalo của tôi, các bạn có thể tìm số điện thoại là 0989 623 88. Thế thì với cái việc chúng ta duy trì nhiều kênh như vậy thì bắt buộc là chúng ta phải sản xuất content liên tục, liên tục, liên tục. Và thực tế thì tôi cũng phải có nhân viên để làm. Bản thân tôi thì không không ai làm thay được cái việc là tôi sản xuất video, tôi viết bài. Thế nhưng mà những cái nội dung khác như là viết bài hay là đăng bài trên website thì có thể là cho nhân viên làm hoặc các bạn cũng có thể thuê các ekip ở bên ngoài để họ làm cho hệ sinh thái thì gần như là miễn phí thế nhưng mà nội dung thì không thể miễn phí được bởi vì chúng ta phải bỏ chi phí để dịch bài để viết bài để đăng bài để duy trì nó thì chúng ta phải mất phí mất thời gian mất công sức đúng không và khi chúng ta đạt được cái mức độ đấy thì chúng ta sẽ có cái lượng khách hàng có cái sự quan tâm và người ta sẽ nói về chúng ta rất là nhiều. À, đi đâu người ta cũng nói về chúng ta và đấy là cái cơ hội để chúng ta kinh doanh. một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Và xin chúc các anh chị và các bạn xác định cho mình một cái hệ sinh thái thật là tốt và bắt đầu với những cái nền tảng cơ bản nhất và bắt đầu với những cái việc mà chúng ta xây dựng các kênh này để phát triển thương hiệu cá nhân. tôi hy vọng rằng trong khoảng một năm sau, các bạn nói với tôi rằng à, em đã xây dựng thành công thương hiệu cá nhân và à, công việc kinh doanh của em rất tốt, thuận lợi và mọi người à, trở nên yêu mến em hơn em cũng có nhiều cơ hội vân vân thì đấy là điều mà tôi rất là muốn nghe xin cảm ơn các anh chị và các bạn xin chào